Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tỵ. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Tỵ không được thuận lợi khi mà thiên thời địa lợi đều không ủng hộ bạn, nhưng các tình sẽ cứu giúp người này vào lúc cần thiết. Đầu tiên, quan hệ tị hỏa tuất thổ xung nhau, nhiều chuyện tới kiếm, gian xíu thị phi, lại thêm nguyệt lệnh tương hại, điểm vận trình bị lao đao bởi người thân trong nhà. Từ vi tháng 9 âm lịch của tuổi tị, tuy tương xung nhưng chưa hẳn đã quá xấu. Bạn hãy xem tháng mậu tuất này là một sự rèn luyện cho tiền đồ tương lai. Nguyệt Đức hợp quý nhân trong vòng nguyệt lệnh sẽ giúp bạn hóa hung thành cát, vận tài lộc để phòng nguyệt phá gây chuyện thị phi hao tổn tiền bạc. Trong mệnh lý tiềm tàng hiểm họa tương xung thì chuyện tình cảm sẽ bị ảnh hưởng, suy nghĩ hàng ngày. Tháng người tuổi tỵ mang tâm hỏa nên dễ bị ức chế từ bên trong, gây bệnh về tim và huyết áp. Người có bệnh tiểu đường mãn tính thì phải cẩn thận. Sự nghiệp Vận trình tử vi công việc tháng 9 âm lịch của người này hay gặp chuyện vạ miệng, tính cách ôm đồm vì giúp đỡ người khác mà đôi khi vướng vào thị phi không đáng có. Mặt công việc do khả năng ăn nói khéo léo, biện luận hơn người nên khi tranh luận thường đeo bám mãi một vấn đề khiến cho người đối thoại khó chịu. Nhờ tính cách nhanh nhẹn mà người tuổi tỵ luôn tìm ra cách giải quyết công việc ngắn nhất và ít thời gian nhất. Tuy vậy, vận trình tương xung sẽ vẫn tiềm tàng gây biến động. Có thể người này sẽ gặp phải vài thay đổi trong công việc, phải đi công tác hoặc gặp gỡ nhiều đối tác. Vận trình sự nghiệp của người này được cứu giúp bởi thiên tài và chính tài, vận mệnh phúc lớn mệnh lớn, những lúc gian nan nhất đều được trợ giúp. Đôi khi sự thất bại của người khác đem đến lợi ích cho bạn. Vận trình công việc của người này có thể miêu tả bằng câu thành ngữ chai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Đặc biệt nhờ nguyễn đức hợp quý nhân hòa giải mà các mối quan hệ xã giao sẽ cứu bạn nhiều bản thôi trông thấy. Xung vận sinh dịch mã, người tuổi tỵ cần chú ý tâm tư bất định, tư tưởng xa vời, tâm thế bất an cũng khiến mặt sự nghiệp đi xuống. Tài lộc. Vận trình tài lộc tháng 9 âm lịch của người tuổi Tỵ được thiên tài trợ mệnh mà thuận lợi mặt kiếm thêm bên ngoài. Khi thiên tài nằm trên Nguyệt lệnh, người này rất trọng nghĩa khí và hào sảng. Vì vậy, đôi khi hay mất tiền cho bạn bè, người thân. Người tuổi Tỵ sẽ vì bạn bè hoặc họ hàng mà khẳng khái cứu giúp kinh tế cho họ. Đặc biệt, dù người thân ra sức phản đối, cho rằng bạn đang chịu thiệt thòi thì người này cũng không hề lay chuyển. Vậy nên đây là tháng mà bạn cần phải cẩn thận chuyện lừa lọc, lớn thì là tiền bạc, nhỏ thì là lừa chuyện ăn uống, phạt vạ. Bên cạnh đó, thiên tài là một trong số ít thần sát chủ về tài lộc. Những món tiền bất ngờ, những lợi ích từ trên trời rơi xuống, những cơ hội ít gặp sẽ là chủ điểm vận trình của bạn trong tháng này. Hãy tận dụng đầu óc sáng suốt trong kinh doanh, khả năng ăn nói để đem về cho mình nhiều cơ hội tiền bạc. Nhưng chớ quên vận tương xung với nguyệt lệnh sẽ khiến bạn phải trải qua nhiều vất vả mới nếm được trái ngọt. Tình cảm. Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ mang nhiều màu sắc ích kỷ trong tháng Mộ Tuất này, vì ngũ hành tương xung nên người tuổi Tỵ hỏa tương đối nhiều lời. Trong gia đình hay đeo bám vấn đề quá sâu khiến nửa kia bị ức chế, người trong nhà luôn sống trong tâm trạng bất an bởi tính cách sáng nắng chiều mưa của bạn. Con cái thì xa lánh, người thân thì kỵ mệnh mà không tới gần. Bạn dường như đang ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, vì chỉ quan tâm tới người xa lạ, giúp đỡ người qua đường mà bỏ bê chuyện nhà người này luôn cho rằng người thân thì không cần phải quan tâm lo lắng nhiều vì đã thường xuyên gặp mặt, vậy nên đời sống gia đình càng trở nên lạnh nhạt. người tuổi tỵ độc thân thì tương đối thuận lợi đường nhân duyên. hợi thủy vốn thông minh nhanh nhạy nên người tuổi tỵ cũng bị ảnh hưởng. nếu như gặp tương xung, người này trở nên sâu sắc hơn, suy nghĩ đa chiều hơn, vì vậy sẽ nhanh chóng hóa giải các quan hệ bất thuận. người nữ mệnh thì cần đề phòng chuyện lừa gạt tình cảm. sức khỏe Người tuổi tỵ hỏa bị căn khí hành kim của nguyên lệnh đeo bám mà tinh thần ức chế, tạng phủ của tim chịu ảnh hưởng nặng nề vì tim thuộc hành hỏa, tương ứng với hỏa khí của trời đất, chịu tương khắc nên dễ bị nhiễm bệnh. Đặc biệt, vào khoảng thời gian sáng sớm hoặc đêm tối khi âm khí và hàn khí hoành hành quấy nhiễu, đặc biệt với những người tim khí vốn yếu thì càng phải đề phòng hàn tính và điều dưỡng tâm tính. Trong tháng, bạn dễ gặp phải triệu chứng tim đập quá chậm do cơ tim bị viêm, người này dễ mệt mỏi, thở dốc hay chóng mặt, đau đầu, bạn cần thường xuyên kiểm tra huyết áp của mình. Nếu người tuổi tỵ thấy sắc mặt nhợt nhạt hay vàng vọt, mạch đập toàn thân yếu, đó là hiện tượng tim khí mất cân bằng, nên kịp thời đi kiểm tra. Cách tốt nhất để dưỡng tim đó là dưỡng tinh thần, vận động nhẹ. Cách đơn giản nhất là bạn có thể ngồi thiền, thẳng lưng thu ngực, thu cảm vào và đưa tay đặt lên lòng bàn tay trái, nhắm hai mắt từ từ, điều tiết hơi thở, đưa hơi thở về trạng thái chậm rãi và sâu hơn. Sau đó, dựa theo hô hấp mà ấn nhẹ theo vòng tròn vào lòng bàn tay, một lần hít thở, một lần mát xa, khoảng 36 vòng. Nhìn chung, từ vi tháng 9 âm lịch của tuổi tỵ tương đối rắc rối, hùng cát lẫn lộn, quan trọng vẫn là sự vươn lên của bản thân. Mặt công việc gặp thị phi sẽ khó vượt qua nếu như người này vẫn giữ thói cố chấp hiện tại. Nguyễn Đức hợp quý nhân chỉ có thể xuất hiện khi người này vận dụng được khả năng ăn nói khéo léo từ quan hệ tương xung. Nói vừa đủ để thuyết phục đối phương thay vì đẩy họ tới bước đường cùng, Nguyễn Đức Hợp vốn là một tinh tú hiền hòa, không chủ quanh đua cạnh tranh nên chuyện sự nghiệp có ổn định hay không đều phụ thuộc vào cách ăn nói của bạn, mà tài lộc thuận lợi có nhiều cơ hội kiếm ngoài hơn. Tuy nhiên, Nguyệt phá tinh tú là mệnh sẽ khiến bạn dễ mất mát chuyện tiền bạc nếu như quá tin người, mà tình cảm thì vì bị tinh thần ức chế mà vẫn hôn nhân gia đình bất thuận. Người độc thân thì nhiều mối nhưng dễ lâm cảnh tối nằm không. Mà sức khỏe cần tu tâm dưỡng tính, hành tị hỏa dễ bị kim tà ảnh hưởng mà bí bách, sinh tà khí gây họa trong tim.